rồi, trận đấu đầu tiên công đài ngày hôm nay diễn ra giữa vận động viên Hoài Anh và Trần Văn Thuận. Trận đấu được bắt đầu. 1-0. Bắn tốt. Thuận giật rất là hay. Tỷ số là 0-2. Rồi, Hoàng Anh giật tốt. Tỷ số là 1-2. Điều khiển trọng tài ngày hôm nay là anh Đốc Tơ Sơn. Rồi, 2-2. Rồi, giật ra ngoài. 2-3. Rồi, vướng lưới. 3-3. Trận đấu diễn ra rất là ngang ngửa, ăn miếng trả miếng, rất là gay cấn. Rồi ôi, cú giật sở trường của Trung Hoài Anh nhưng mà rất tiếc bắn đã ra ngoài. Rồi, giật ra ngoài do miếng súp viên lốc rất là độc, đánh lừa cảm giác. Hạ Văn bị phản công, tỷ số là 4-5. Trời ơi, giật ra ngoài, tỷ số là 5-5. Anh nếu mà xong cái bấm nó đỏ cho anh nhé, anh đánh ngay xong cái bấm nó đỏ cho anh, xong bấm đỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.